Cô chào các con. Chào mừng tất cả các con học sinh thân yêu đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Cánh Diều trên trang web olm.vn. Các con học sinh thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau đến với một chủ điểm cuối cùng của bộ sách tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều. Chủ điểm đó chính là ôn tập cuối năm. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô có một câu chuyện rất thú vị muốn giới thiệu với chúng mình. Câu chuyện có tên Soi Gương. Không để chúng mình phải chờ đợi lâu, cô mời các con cùng lắng nghe nội dung của câu chuyện nhé. Ở làng nọ, có một ngôi nhà bán rất nhiều gương. Một chú chó nhỏ tính tình vui vẻ đi vào ngôi nhà. Nó ngạc nhiên thấy có rất nhiều bạn chó vui vẻ đang nhìn nó và vẫy đuôi. Nó cười, các bạn chó cũng cười. Nó gâu gâu chào hỏi, các bạn chó cũng gâu gâu chào hỏi. Khi ra khỏi nhà, chú chó hớn hở nghĩ, nơi này thật tuyệt vời. Một chú chó khác, mặt mũi cáu có, ủ rũ cũng đi vào ngôi nhà bán gương. Khi nhìn thấy có bao nhiêu con chó mặt mày cáu có, xấu xí đang nhìn mình, chó ta sủa ầm lên. Những con chó kia cũng sủa ầm lên. Con chó sợ quá, hốt hoảng chạy ra ngoài. Nó nghĩ nơi này thật khủng khiếp, ta sẽ không bao giờ đến đây nữa. Các con thân mến, vừa rồi các con đã lắng nghe nội dung của câu chuyện Soi Gương. Và để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này, cô trò mình sẽ cùng nhau suy nghĩ và trả lời một số câu hỏi sau của OLM nhé. Câu hỏi đầu tiên của cô là: câu chuyện xảy ra ở đâu? Chính xác! Câu chuyện xảy ra ở ngôi nhà bán gương. Chú chó thứ nhất nhìn thấy gì trong gương và làm gì? Rất tốt! Chú chó thứ nhất tính tình vui vẻ. Chú ngạc nhiên vì thấy có rất nhiều bạn chó vui vẻ đang nhìn chú và vẫy đuôi. Chú cười, các bạn chó cũng cười. Chú gâu gâu chào hỏi, các bạn chó cũng gâu gâu chào hỏi. Chú nghĩ nơi này thật tuyệt vời. Chú chó thứ hai nhìn thấy gì trong gương và làm gì? Chính xác! Chú chó thứ hai, mặt mũi cáu có, ủ rũ. Chú thấy những con chó xấu xí đang nhìn mình. Chú sủa ầm lên. Chú sợ quá, hoảng hốt chạy ra ngoài. Chú nghĩ rằng sẽ không bao giờ đến đây nữa. Các con thân mến, vừa rồi cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của câu chuyện Soi Gương. Và bây giờ chúng mình hãy suy nghĩ và cho cô biết. Câu chuyện giúp các con hiểu ra điều gì? Cô khen các con! Câu chuyện trên giúp các con hiểu ra một điều rằng nếu các con vui vẻ, yêu quý mọi người cũng sẽ yêu quý các con. Nếu các con cáu có, ghét mọi người thì mọi người cũng sẽ có thái độ như vậy với các con đấy. Các con ạ, trong tiết học ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau lắng nghe và tìm hiểu nội dung của câu chuyện Soi Gương. Câu chuyện này đã mang đến cho chúng ta một bài học vô cùng ý nghĩa, đó chính là cuộc sống như một tấm gương phản chiếu của con người. Các con yêu quý mọi người cũng sẽ yêu quý các con. Các con ghét mọi người cũng sẽ có thái độ như vậy với các con đấy. Chúng mình hãy ghi nhớ bài học mà câu chuyện đã mang đến cho chúng mình nhé. Và tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các con học sinh thân yêu đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt các con nhé.